Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại dân dân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tuy nhiên, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố vẫn được tiếp tục duy trì đa dạng phong phú, hiệu quả dưới nhiều hình thức linh hoạt khác nhau, qua đó hơn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Đà Nẵng với bạn bè quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn ghi nhận và biểu dương liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và nhấn mạnh: Năm 2022, công tác đối ngoại của đất nước được triển khai trong bối cảnh chiến lược mới theo tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, từ sớm, từ xa. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng với các nước Ấn Độ, Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cho đối ngoại dân dân thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 là rất lớn. Do vậy, đề kỳ liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phải nỗ lực vượt bậc để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tại hội nghị liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam tặng cờ thi đua cho liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đà nẵng và tặng bằng khen cho hai cá nhân hai tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tặng bằng khen